một bộ cải tiến 210 ngàn một bộ. Anh em nhìn kỹ nha, nó không phải là cái dạng bóp như thế này đâu nha. Cái này để lên để cho anh em phân biệt thôi nha. Đó, một bộ của nó là như thế này. 210 ngàn, được chưa? Cái còn cái này là cò cò kẹp bi, cái này là khác nha. Cái này không có nha, cái bộ này không có, lưu ý nhớ giùm nha. Không có cò nha, lưu ý giùm mình nè. Còn cái này là khác. Cái này ai mua thì mình có đăng bán rồi. Còn những cái video trước nha. Trăm mấy mình cũng quên rồi, bỏ qua đi. Bây giờ giới thiệu cái bộ này nè, nhớ giùm. Cái này là cải tiến, một bộ cải tiến. Lắp ráp thì cứ như thế này thôi nha. Đó, mở ngóc ra nha anh em nè, mở ngóc ra. Mở ngóc ra rồi mà bỏ nó vô rồi siết nó lại. Đây mình gái tạm cho nó nhanh nha, cho các bạn xem thôi. Nè, có ngóc nè, lục giác có sẵn đầy đủ nè. Đó, các bạn mở nó ra. Mở ra rồi cho nó vào rồi siết ngóc nó lại là xong nha, được chưa? Đó, mình chỉ để tạm tạm luôn cho các bạn xem. Còn cái này là laser, nhìn nè. Chú ý nhìn kỹ nha, 210 ngàn một bộ, không bao gồm, không bao ship nha, không bao ship. Ship mình mua thì chơi là phải tự trả nha. Rồi nếu mà anh em mua trên TikTok Shop thì có thể sẽ được giảm giá hoặc là sẽ được miễn phí ship, cái đó là do cái tài khoản TikTok của anh em. Còn mua ở ngoài gọi điện tới mua là tiền ship anh em phải tự trả, được chưa? Cái đèn laser này rất là sáng nha. Sáng rất là sáng và sáng rất là xa, được chưa? Có thể điều chỉnh đèn laser nè. Coi cho kỹ nha anh em, coi cho kỹ rồi hãy gọi điện. À, coi cho kỹ rồi hãy đặt mua để không mua về không biết cách sử dụng. Đó, bỏ laser vào xong rồi mình siết ốc lại. Rồi còn một cái lục giác nữa. Bỏ laser vào xong rồi các bạn siết ốc này lại, được chưa? Siết ốc này lại. Rồi có thể điều chỉnh cái laser nè. Đó, đây hai cái nút để điều chỉnh laser. Một cái là để qua trái qua phải. Nè, qua trái qua phải nè. Còn cái này là để điều chỉnh cho cái này, cái tâm của nó lên và xuống nè. Đó. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Thấy nó lên, thấy nó lên từ từ chưa? Nè, cho nó quay trở lại khúc này nha, nhìn nè. Đó, muốn điều chỉnh cho nó quay trở lại khúc này nè, đó. Đó, thấy chưa? Rồi cái này rồi muốn cho nó qua bên trái hay nó qua bên phải là cái bên này, nhớ lưu ý giùm nha. Rồi tắt khi nào sử dụng. Cách sử dụng nè, có tặng kèm nha, tặng kèm là 4 sợi dây chính hãng nè, 4 sợi dây chính hãng, bột thủ công, được chưa? Một bịch, bịch này là 200 gram nha, nhớ giùm. Rồi cách sử dụng nè, coi cách sử dụng rồi hãy đặt hàng, nếu mà có ưng ý thì hãy đặt hàng. Tại vì là có một số từ ngữ nó không được ấy, cho nên là mình nói các bạn nghe có vẻ nó không được trôi chảy và nó không có hợp lý cho lắm, đúng không? Thế bữa nay mình nói chuyện nó kỳ kỳ so với mọi video trước, đúng không? Tại vì nói cho các bạn đủ hiểu qua được rồi. Ở trên này TikTok thì nó bắt những cái vi phạm thì đủ các thứ hết trơn. Nếu ví dụ như là thường là hướng dẫn anh em là bắn, nhưng mà cái này thì thôi, mình cứ nói là hướng dẫn cho anh em cách sử dụng, được chưa? Chia sẻ cách sử dụng đó, mở ra bỏ dây vào, được chưa? Rồi mình chỉ làm ví dụ thôi nha, để khỏi tốn thời gian của anh em nè. Đưa ra tới đây, được chưa? Đưa ra tới đây. À, mở cái đèn laser này lên. Mở cái đèn laser này lên. Đó, ở đây có tay cầm. Đó. Như thế này. Là nó sẽ đi đúng cái tâm, nó sẽ là định tâm cho mình ở đây, được chưa? Nhưng mà cái này nè, các bạn có thể kéo dài ra. Thấy không? Đó, có thể kéo dài 75 cm. Được chưa? Các bạn muốn cho nó đi cái lực nó đi được xa hơn thì các bạn cứ kéo ra hết cỡ. Lưu ý nha, đồ chơi thì cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Nếu các bạn kéo mạnh quá là nó sẽ bể, bể những con tán ở trong, nó bung ra luôn. Nên là mình cứ kéo vừa phải thôi, kéo đúng tới điểm dừng của nó là mình phải dừng nha.
lưu ý, tại vì mình đã gặp một vài trường hợp là kéo mạnh quá nó bung ra luôn rồi, được chưa? Nè, cứ kéo tới đúng điểm thì dừng lại là mình ok thôi. Đó, video hơi dài rồi, chắc chắn là anh em đã chơi cái này và đã biết, tại vì trước đây mình cũng đã bán rồi nên là mình cũng nói sơ sơ thôi, vậy là anh em đã hiểu. Cảm ơn anh em xem video nha. Anh em nào mua hàng alo 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 cho mình, còn không thì vào cửa hàng TikTok Shop nha. Rồi, chào tạm biệt.